Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôn Ngộ Không Hà Nội. Và hôm nay, tôi là David Hải sẽ giới thiệu với các bạn bộ trang phục Đài Thiên Đại Thánh. Đây, các bạn có thể thấy, đây là một bộ trang phục Đài Thiên Đại Thánh hoàn chỉnh, rất đẹp, đang được bán tại shop chúng tôi. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình 0968 646 698. Chúng tôi cung cấp ship hàng toàn quốc các bạn nhé. Kiểm tra hàng thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mặc các cái bộ phận này vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.